Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi Chuyện Trong Ngày. Thưa quý vị, tháng 2 năm 1943, cách đây vừa đúng 80 năm, giữa lúc tình thế và thời cơ cách mạng giải phóng dân tộc đang dần chín muồi, phong trào cách mạng và khí thế đấu tranh của quần chúng đang dâng cao. Đồng chí Trường Chinh, Tổng Bí thư của Đảng, đã trực tiếp khởi thảo bản đề cương về văn hóa Việt Nam. Văn kiện lịch sử này mang tầm vóc của một cương lĩnh của Đảng về văn hóa. Đó là văn hóa của thời kỳ cách mạng giải phóng dân tộc, đặt nền tảng xây dựng nền văn hóa tương lai xã hội chủ nghĩa sau này. Dân tộc hóa, đại chúng hóa, khoa học hóa, ba nguyên tắc cơ bản của đề cương về văn hóa Việt Nam vẫn giữ nguyên giá trị được tiếp nối qua nhiều thế hệ. Và đó cũng là những nội dung chính sẽ được truyền tải ở mục Chuyện Trong Ngày hôm nay. Từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 2 năm 1943, tại Võng La, một địa điểm an toàn khu của Trung ương, nay là xã Võng La, huyện Đông Anh, Hà Nội, Ban Thường vụ Trung ương Đảng đã tiến hành hội nghị để nhận xét tình hình mới và ra nghị quyết những điều cần thiết, những công việc phải làm ngay, đặng mau hoàn thành nhiệm vụ dân tộc giải phóng. Tại hội nghị lịch sử này, đề cương về văn hóa Việt Nam do Tổng Bí thư Trường Chinh soạn thảo được thông qua. Đề cương được xác định ba nguyên tắc của cuộc vận động văn hóa ở Việt Nam thời kỳ này là dân tộc hóa, chống mọi ảnh hưởng nô dịch và thuộc địa khiến cho văn hóa Việt Nam phát triển độc lập; đại chúng hóa, chống lại mọi chủ trương, hành động làm cho văn hóa phản lại đông đảo quần chúng hoặc xa đông đảo quần chúng; khoa học hóa, chống lại tất cả những gì làm cho văn hóa trái khoa học, phản tiến bộ. Quan điểm văn hóa là một mặt trận, từ bản đề cương nêu ra đã xác lập vị thế đặc biệt của cuộc đấu tranh trên lĩnh vực văn hóa và nhiệm vụ cần kíp chống lại văn hóa phát xít phong kiến, khoái bộ, nô dịch, văn hóa ngu dân và phỉnh dân trong cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam chống đế quốc phát xít thực dân và phong kiến tay sai ba nước, mang sứ mệnh khơi thông những mạch nguồn của văn hóa dân tộc trong bối cảnh đẩy mạnh cao trào phản đế phản phong, tiến tới tổng khởi nghĩa tháng 8 năm 1945. Bản đề cương đã tạo ra sự thống nhất về nhận thức tư tưởng văn hóa cho nhân dân, nhất là các tầng lớp trí thức văn nghệ sĩ có tâm huyết, cổ vũ lòng tự hào dân tộc, khích lệ tinh thần dấn thân cho cách mạng, thực sự trở thành ngọn đuốc soi đường cho sự phát triển nền văn hóa mới. Ngay sau khi cách mạng tháng 8 thành công, trong tình cảnh tập trung chống giặc đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm, Đảng đã tổ chức thành công hội nghị văn hóa toàn quốc lần thứ nhất tháng 11 năm 1946 và hội nghị văn hóa toàn quốc lần thứ hai tháng 7 năm 1948. Hai sự kiện lịch sử này có ý nghĩa như hội nghị Diên Hồng về văn hóa, đưa ra đường lối xây dựng một nền văn hóa kháng chiến, kiến quốc của toàn dân và nền văn hóa mới của nước nhà, lấy hạnh phúc của đồng bào, của dân tộc làm cơ sở. Phải nói là Đảng chúng ta rất quan tâm tới văn hóa. Mỗi một lúc, mỗi khi Tổ quốc chúng ta gặp khó khăn, lập tức chúng ta sẽ có những tổ chức, những cái hội nghị văn hóa để sắp xếp lại, là đánh thức cái tiềm năng của dân tộc. Và sau khi hội nghị văn hóa toàn quốc được diễn ra lần thứ nhất như thế, thì lực lượng kháng chiến bắt đầu hình thành, được sắp xếp tổ chức lại. Và chỉ sau 2-3 tuần lễ thôi, ngày 19 tháng 12 năm 1946 là toàn quốc kháng chiến. Có phải là chúng ta đi trước một bước không? Khi mà lòng yêu nước được đánh thức, khát vọng vì Tổ quốc, vì dân tộc, vì lợi ích của đất nước, vì sinh mạng của dân tộc chúng ta được đánh thức lên, thì muôn người như một. Văn hóa bản chất là một sức mạnh. Và chúng ta bây giờ theo cái thuật ngữ mới chúng ta nói là sức mạnh mềm, nhưng nó luôn luôn là sức mạnh. Không có cái sức mạnh này thì không có một cái dân tộc nào có thể tồn tại, trường tồn và phát triển. Như là lời của Tổng Bí thư, văn hóa còn, ngôn ngữ còn thì dân tộc còn. Và văn hóa còn, ngôn ngữ còn thì dân tộc đó chắc chắn là sẽ phát triển. Tiếp nối mạch nguồn phát triển văn hóa, Hội nghị Văn hóa Toàn quốc năm 2021 với khoảng 600 đại biểu tham dự. Trong diễn văn khai mạc hội nghị lịch sử này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định quyết tâm chính trị của toàn Đảng, toàn dân để tiếp tục xây dựng, gìn giữ, chấn hưng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, thực sự là nền tảng tinh thần, là động lực phát triển trong thời kỳ hội nhập ngày nay. Kể từ đề cương về văn hóa Việt Nam năm 1943, văn hóa đã soi đường cho quốc dân đi để cả dân tộc trải qua các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, bước vào thời đổi mới và hội nhập quốc tế như ngày nay. Trong giai đoạn hiện nay, phát triển văn hóa thành một trong những vấn đề trọng tâm là nội dung nổi bật trong văn kiện Đại hội 13 của Đảng. Trong bối cảnh bùng nổ công nghệ thông tin, sự phát triển của kinh tế thị trường, sự giao lưu và tiếp biến văn hóa diễn ra ngày càng mạnh mẽ, thì việc nhận diện những biểu hiện xói mòn văn hóa trong đời sống đương đại cũng là một trong những vấn đề cấp thiết
để từ đó có những giải pháp phù hợp nhằm gìn giữ và phát triển những giá trị văn hóa tốt đẹp. Trước đây, những môi trường văn hóa được hình thành thông qua quá trình ứng xử, giao tiếp giữa con người với con người trong đời sống thực. Còn hiện nay, thế giới ảo đang từng bước trở thành môi trường giao tiếp chủ yếu của con người. Và trên môi trường ảo đó, giữ gìn văn hóa trở thành một đòi hỏi cấp thiết. Khi thiếu đi những giá trị chuẩn mực về văn hóa, thì dù là môi trường thực hay môi trường ảo cũng sẽ xuất hiện nhiều hơn những biểu hiện của sự lệch chuẩn về văn hóa và đạo đức xã hội. Vì vậy, trong điều kiện hiện nay, việc nhận diện những sự lệch chuẩn về văn hóa, những sự xói mòn về văn hóa, đạo đức để có những giải pháp chấn hưng văn hóa là một trong những đòi hỏi bức thiết. Trên thực tế thì chúng ta đã có nhiều những cái hành động để cho chúng ta chấn chỉnh những cái sinh hoạt, những cái hoạt động ở trên không gian mạng. Đó là luật an ninh mạng, đó là nghị định 72, đó là bộ quy tắc ứng xử trên không gian mạng của Bộ Thông tin Truyền thông. Tuy nhiên thì dù là chúng ta có nhiều các cái hành lang, các cái lớp để bảo vệ người sử dụng trên mạng xã hội, nhưng những cái hành động vừa qua nó chưa phù hợp, nó còn lệch chuẩn trên mạng xã hội, buộc chúng ta phải suy nghĩ nhiều hơn về những cái hoạt động để chúng ta làm trong sạch hơn cái môi trường mạng, để từ cái tác động đến môi trường mạng ấy, nó giúp cho chúng ta có môi trường văn hóa trong cuộc sống thực ấy, nó tốt hơn, nó lành mạnh hơn, nó giúp ích cho cái sự phát triển của mỗi cá nhân và của cả xã hội. Thời buổi ngày nay thì chúng ta vẫn phải duy trì ba cái nguyên tắc mà 80 năm trước Đảng ta đã đề ra. Nhưng hiện nay tôi thấy là cái chấn hưng văn hóa rất quan trọng. Đấy, trong cái bối cảnh kinh tế thị trường, chúng ta tiếp thu rất nhiều tinh hoa văn hóa thế giới, nhưng mà không phải là cũng có những cái mà nó không phù hợp với Việt Nam, với cái nền kinh tế thị trường, nhưng chúng ta phải chấp nhận. Thì bây giờ chúng ta chấn hưng văn hóa như nào, ứng xử văn hóa như nào, để làm sao nó nổi bật lên cái nền văn hóa của chúng ta, là nó có một cái chiều sâu, một cái nền văn hóa yêu hòa bình chứ không muốn chiến tranh. Đấy, một nền văn hóa là thương yêu lẫn nhau, bao bọc lẫn nhau, đấy, đối thoại chứ không bao giờ đối đầu. Dù theo nghĩa rộng hay nghĩa hẹp, thì khi đã nói đến văn hóa là nói đến những gì tinh hoa, tinh túy nhất được trưng cất, kết tinh, hôn đúc thành những giá trị tốt đẹp, cao thượng, đặc sắc nhất, rất nhân văn và tiến bộ. Trong giai đoạn hiện nay, xây dựng nền kinh tế số, xã hội số, quốc gia số, văn hóa số và công dân số đang đặt ra rất nhiều vấn đề mới trong việc xây dựng và phát triển văn hóa hiện nay. Theo các chuyên gia, việc xây dựng và phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp ngày nay vẫn là hướng đến các giá trị nhân văn trong từng con người Việt. Nói một cách đơn giản, trong cách nhìn của tôi là văn hóa sẽ dẫn tất cả những con người, những hành động, những suy nghĩ đi đến chủ nghĩa nhân văn, và mỗi quốc gia đều phấn đấu điều đó. Và cái mục tiêu cuối cùng của con người, của nhân loại là đi đến một thế giới trong hòa đồng, trong hòa bình, chia sẻ, yêu thương, dâng hiến, thì văn hóa mới là yếu tố để quyết định con người đi tới những hành xử như vậy trong thế gian này. Việt Nam là một đất nước có hàng nghìn năm lịch sử, trải qua những biến đổi thăng trầm đã tích lũy, tạo ra và phát huy được nhiều giá trị, bản sắc văn hóa riêng, làm nên hồn cốt của dân tộc. Trong thời kỳ hội nhập và phát triển, việc lấy con người là trung tâm của chiến lược phát triển văn hóa dựa trên những nền tảng vững chắc trong lịch sử đang hướng đến những giá trị tốt đẹp của văn hóa Việt, con người Việt trong thời đại ngày nay. Mỗi gia đình là mỗi cá thể của xã hội, vậy nên xây dựng được gia đình văn hóa chính là xây dựng xã hội tốt đẹp, tiến bộ và văn minh. Trong những năm qua, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa được triển khai mạnh mẽ và sâu rộng, được nhân dân hưởng ứng nhiệt tình. Nhiều gia đình, làng xã đã đạt danh hiệu gia đình văn hóa, làng văn hóa tiêu biểu, góp phần tạo nên sự tiếp nối và duy trì những giá trị văn hóa tốt đẹp của người Việt. Phóng sự sau đây cũng sẽ khép lại chuyện trong ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Anh Nguyễn Thái Đường ở xã Xuân Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An. Hiện có 4 thế hệ cùng chung sống với nhau, phát huy truyền thống gia đình và gương mẫu trong mọi phong trào ở địa phương. Nhiều năm qua, gia đình anh đều đạt gia đình văn hóa tiêu biểu. Anh Đường chia sẻ, xây dựng gia đình văn hóa, cái cốt lõi là bản thân mỗi thành viên phải thực sự gương mẫu, yêu thương lẫn nhau và có lối sống chuẩn mực. Một xã hội tốt đẹp thì mỗi gia đình ra đây phải có cái hạnh phúc, có cái tốt đẹp trong mọi cái gia đình, như vậy là có cái sự gương mẫu, có cái đoàn kết, thì như vậy thì để phấn đấu thì như vậy thì xã hội xây dựng xã hội thì mới tốt đẹp được. Cái ông bà hai cậu là cùng làm gương cho con cháu.
sống luôn luôn chấp hành pháp luật. Với cái hàng xóm láng giềng thì họ tộc thì mình là một trong những người như vậy là luôn đầu tàu gương mẫu. Thì cha mẹ mà không ăn ở không đều không hòa thuận thì sao con cái hành vẫn đều thì hành cái nhìn đi đó đây là hành theo cái đạo đức cái văn hóa thì rồi cái cha ông mình nó rằng thì như là sao con cái này hành cứ theo rồi mình phải làm gương cho con cháu hành nổi theo. Gia đình văn hóa được đề ra để mỗi thành viên trong gia đình có sự cố gắng nỗ lực trong mọi hoạt động, thay đổi tư duy và nhận thức để sống tốt hơn và có ích hơn cho xã hội. Xác định vai trò quan trọng này, thời gian qua tại Nghệ An, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa cũng được phát huy sâu rộng, thực tế, để người dân nhận thức và xây dựng ngay từ chính trong gia đình mình. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa luôn gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới và xây dựng đô thị văn minh. Riêng huyện Đô Lương trong năm 2022 có gần 88% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, gần 30% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa tiêu biểu. Gia đình có tốt thì đi ra xã hội thì mới tốt được vì văn minh. Chứ còn gia đình mình mà không tốt thì đi ra xã hội không có thể tốt mà văn minh được. Từ cái việc xây dựng gia đình văn hóa rồi lại xây dựng gia đình văn hóa tiêu biểu, cho nên là nhấn rộng được cái phong trào xây dựng gia đình văn hóa, dòng họ văn hóa, cơ quan đơn vị văn hóa và trường học văn hóa ngày càng phát triển vững mạnh. Chính vì vậy mà tạo cái mối đoàn kết trong nhân dân, rồi cán bộ đảng viên cũng như toàn thể xã hội để từ đó xây dựng cái đời sống kinh tế xã hội cũng như hoạt động văn hóa ngày càng phát triển ổn định. Yếu tố gia đình là rất quan trọng, bởi vì nếu như lại gia đình văn hóa làm nòng cốt thì có nhiều thành viên tốt, với nhiều thành viên tốt thì xã hội tốt. Xây dựng gia đình văn hóa với nếp sống lành mạnh sẽ tạo ra những con người chuẩn mực, tạo ra một xã hội tốt đẹp hơn. Đây cũng là yếu tố để phát triển truyền thống tốt đẹp của gia đình, gìn giữ bản sắc của quê hương, xóm làng.